Hi, chào mừng các bạn đến với channel của Alex. Hiện tại mình là Real Estate Agent tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Hôm nay Alex sẽ tiếp tục đưa các bạn đi coi nhà của builder Grand Home, một trong những builder rất nổi tiếng và một trong những builder mà Alex rất là yêu thích. Lý do là bởi vì chất lượng build nhà của Grand Home, dịch vụ khách hàng, họ chăm sóc khách hàng rất là tốt, và thứ hai là họ cho mình cái khách hàng cái option để mà custom, để mà upgrade, lựa chọn những cái mẫu khác nhau về phòng ốc hay là những cái chất liệu khác nhau để build nhà. Thì cái khu hôm nay mà Alex sẽ có mặt chính là khu Grand Home tại thành phố Wylie. Thì khu vực này nó sẽ nằm giữa Wylie và Garland. Hiện tại họ có khoảng 9 tới 10 mẫu nhà khác nhau để cho các bạn chọn. Cái giá của nó sẽ bắt đầu từ 670 ngàn và cao nhất là khoảng 840 ngàn. Các bạn có thể build nhà 3 phòng ngủ, từ ít nhất là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, hoặc là nhiều nhất có thể là 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, với rất nhiều các size khác nhau, như là khoảng 1.900 square feet hay bự hơn nó là 3.500 square feet. Có rất nhiều các option để các bạn lựa chọn khác nhau. HOA ở khu vực này thì nó rơi vào khoảng 1.000, thì nó bao gồm những cái hồ nước xung quanh, có hồ bơi, có sân chơi cho con nít đó, thì không gian đấy cũng rất là thuận tiện. Nó nằm giữa Wylie ISD và Garland ISD, nên tùy theo cái lot size của các bạn thì các bạn sẽ học ở những trường khu vực khác nhau. Thì bây giờ Alex sẽ không để các bạn chờ lâu, chúng ta sẽ đi tham quan ngôi nhà này nha. Let's go. Alex đang đứng trước cái mẫu nhà model của Grand Home. Mẫu nhà này là Alexandra 2. Mẫu nhà này hiện tại cái base price của họ là 723.000 đó, với 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, có những option về làm thêm game room, movie room hay office room. Thì thiết kế của mẫu nhà này các bạn có thể thấy được á, cái thiết kế khá là cổ điển. Họ kết hợp với những cái mái cong, những cái mái chéo, kết hợp giữa những cái mảng đá với gạch với nhau, thì mẫu nhà này khá là thú vị. Nhìn từ trước nhà các bạn thấy nhà rất là chắc chắn. Square feet của cái nhà này là khoảng 2.700 square feet. Khi mà làm thêm cái game room và nhà model thì họ thêm nhiều square feet hơn một chút. Bây giờ các bạn sẽ cùng với Alex đi vô trong nhà coi xem có gì thú vị nha. Let's go. Khi đi vô bên trong căn nhà, các bạn có thể thấy là một cái không gian rất rộng rãi trước mắt. Trần nhà cao 20 feet, rất là lộng lẫy. Các bạn nhìn thấy bên này chính là một cái không gian họ mở cho chúng ta có thể làm là formal living room, để những cái bộ bàn ghế ngồi chơi ngoài này rất là dễ thương. Đi tiếp vô bên trong á, thì cái này nó sẽ là formal dining room, là thêm một cái phòng ăn lớn, có thể để được cái bàn ăn, ăn tiệc lớn ở đây. Họ làm những cái trần nhà, họ át những cái miếng gỗ ô vuông tạo thêm cái cá tính cho căn nhà. Cái cầu thang ở đây thì cũng khá không phải cầu kỳ theo những nếu so với những mẫu floor plan khác của Grand Home, nhưng mà cũng rất là mở rộng, nhìn nó rất là chắc chắn cho căn nhà. Đi tiếp theo vô, các bạn sẽ thấy là toàn bộ phòng khách và phòng bếp á, mở rộng với nhau. Trần nhà cũng là trần nhà 20 feet, rất là cao. Đó là một cái những cái điểm đặc trưng của rất nhiều cái floor plan của Grand Home. Các bạn thấy những ai mà yêu thích trần nhà cao sẽ rất thích những cái mẫu nhà như vậy. Cái phòng bếp này thì họ xài là đá granite countertop. Tất cả những cái material trong này, nếu mà tính đơn giản của nhà model này, nó khoảng 60 hoặc hơn 60 ngàn tiền upgrade. Thì cái granite countertop, cái island rất là rộng, để được nhiều đồ hay là làm cái bàn breakfast bar ở đây. Đó, tường bếp cũng vậy, họ dùng những cái gạch, họ ốp tường rất là sạch sẽ, khi mà nấu ăn chúng ta có thể lau chùi rất là dễ dàng. Hệ thống gas này cũng là upgrade, cái này là 5 gas burner. Đó, hệ thống hút mùi cũng vậy. Tủ bếp thì là 52 inch đó, toàn bộ là tủ bếp màu trắng. Thì các bạn có thể thấy là từ góc nhìn đó, toàn bộ cái bếp nó mở rộng chúng ta, nối với phòng khách ở đây rất là rộng rãi. Có một cái phòng ăn nhỏ bên này cho nhà gia đình 4 người, để cái bàn ăn ở đây rất là hợp lý. Đó, với kết cấu của cái phòng khách đây thì 6 cái cửa sổ này nó sẽ lấy được toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài vô trong nhà. Đó, chúng ta nhìn thấy một cái phòng khách rất là mở rộng, rất là sáng, đó, rất là đẹp mắt. Ngoài ra thì những cái thiết kế đèn, những cái pendant light, những cái đèn thả dây họ thả xuống cũng tạo lên thêm những cái cá tính cho căn nhà. Đi về bên tay phải của chúng ta sẽ là cái phòng master room. Thì toàn bộ các bạn để ý cái từ cái sàn nhà từ bên ngoài đi vô bên trong phòng ngủ là cái nhà này đã upgrade rồi. Họ phải rơi khoảng gần 20-30 tiền upgrade, bởi vì cái này là hardwood floor, rất là mắc tiền, rất là sang trọng. Phòng ngủ này cũng vậy, các bạn sẽ nhìn thấy là không gian của nó khá là thoải mái cho chúng ta, để một cái giường king size ở bên này,
có cái kệ được để tivi, để đồ bên này cũng rất là thoải mái. Đó, với ba cửa sổ cũng thấy được nhiều ánh sáng tự nhiên, cái phòng nó rất là thoáng. Đi vô bên này sẽ có cái phòng master bathroom. Thì phòng master bathroom này thực tế thì cái size của nó là trung bình thôi. Nó chỉ có đủ hai cái sink để cho vợ chồng xài. Một cái bồn tắm nằm ở đây, thì bồn tắm này là kiểu upgrade, cái bồn này rất là kiểu cắt. Đó, toàn bộ đá granite countertop cũng vậy, là những cái upgrade. Đặc biệt là cái bồn tắm đứng này, cái walk-in shower này rất là mắc tiền. Họ upgrade những cái loại gạch 12, 24 hay là ốp gạch ở dưới sàn tắm này thì rất là đẹp mắt và mắc tiền. Đó, closet bên trong này thì size cũng tương đối thôi. Đó, đủ để chúng ta có thể sử dụng để những cái đồ cần thiết trong này. Thì nó có được một thêm cái khúc ở dưới khúc này là vì dưới gầm cầu thang lầu 2 đó, nên là cái không gian nó mở thêm chúng ta một chút xíu. Khi đi trên lầu thì các bạn sẽ thấy sẽ có 3 phòng ngủ ở trên này. Nó có một cái phần game room ở đây, và bên này sẽ có phòng nó gọi là movie room. Thì cái phòng movie room này chính là cái phòng họ upgrade, họ phải trả thêm khoảng 15.000 thì họ sẽ build thêm cái phần living movie room cho các bạn bên này. Thì cái không gian trên này nó cũng rất là rộng. Sàn nó vẫn tiếp tục là sàn giống như thế nhà họ làm, là hardwood floor, rất là mắc tiền. Đi qua bên này sẽ là khu vực của 3 cái phòng ngủ. Đó, thì phòng ngủ đầu tiên ở bên này, nó sẽ cái size của nó khoảng 11 feet, khá là trung bình. Trần nhà cao, cũng trần nhà cao 11 feet. Trong phòng ngủ thì như cũng giống như những phòng khác thôi, họ xài thảm ở bên này, có thể để được một cái giường twin ở bên này để những cái kệ đồ trong phòng. Cũng có walk-in closet, cũng khá là rộng rãi để được nhiều đồ cho chúng ta. Đi qua cái phòng bên sẽ có thêm tiếp theo một cái phòng ngủ nữa. Thì hai cái phòng ngủ này họ sẽ xài chung một cái phòng tắm, cái bathroom này. Thì bathroom này cũng có nhiều granite countertop, họ làm gạch ốp sàn hay là walk-in bồn tắm đứng, nó rất là cơ bản. Đi vô cái phòng này thì các bạn sẽ thấy là phòng ngủ này nó rộng hơn phòng vừa rồi. Phòng ngủ này thì trần nhà nó cũng cái góc kiểu cắt hơn một chút. Họ làm cái texture là mấy cái giống như nhìn giống như đá vậy đó, nhưng mà thực tế nó là chỉ là sơn tường, cái texture tường thôi. Tuy nhiên là cái phòng này nó sẽ có thêm một cái area extend, nó làm thêm ra. Đó là cái corner này rất là dễ thương. Các bạn sẽ để một cái bàn học nhỏ ở đây. Đó, ngồi học, có một cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hay là có cái ban công này nhìn được toàn bộ cái phòng khách của chúng ta, thì nó rất là đẹp mắt. Đó là hai cái phòng ngủ trên này. Cái phòng ngủ thứ ba thì chúng ta sẽ quay lại cái phần hallway. Đó, từ cái không gian này các bạn thấy nó rất là rộng, nhìn toàn bộ phía dưới nhà ha. Đi sang bên này sẽ là cái phòng ngủ thứ ba, là có 3 phòng ngủ ở trên lầu đó. Đó, phòng ngủ này thì nó rộng hơn, nó khoảng là 12 x 10 feet. Đó, phòng ngủ này cũng có cái đặc biệt, đó là cái phòng ngủ này sẽ có một cái phòng tắm riêng ở bên trong này. Thì cũng có granite countertop, bồn tắm đứng, nó rất là cơ bản, nhưng mà nó rất là tiện nghi khi mà chúng ta có một cái phòng tắm riêng trong cái phòng ngủ này. Đây chính là cái phần sân sau của căn nhà. Thì các bạn sẽ có thể thấy là cái size đất này nó rộng hơn cái thông thường một chút. Size này đó là 50 feet, bên rộng, và chiều dài là 130 feet. Nên cái phần sân sau nó cũng khá là rộng. Bên này thì họ cũng đã đổ toàn bộ những cái miếng xi măng concrete rất là sạch sẽ. Họ làm thêm cái patio, build thêm một cái grill ngoài kia thì rất dễ chúng ta có thể nướng barbecue, ăn tiệc mỗi buổi cuối tuần, hay là khi đàm làm về ngồi chơi ngoài này. Đó, phần sân còn lại cũng vậy, có thể trồng thêm cây cối làm landscape rất là đẹp mắt. Thì tới đây Alex cũng xin kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã rất nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ cái channel của Alex. Thì hy vọng các bạn có thể like, subscribe cái channel của mình để có động lực làm thêm nhiều video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.